Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video cập nhật cho anh em về cái phiên bản mới nhất của tựa game Soulslike, của cái phiên bản APK1 anh em nhé, không phải chính thức. Hiện tại thì phiên bản chính thức đang là bản cập nhật 3.0.0, nhưng mà của mình thì hiện tại mình vẫn chưa cập nhật lên được 3.0.0 đâu, mình mới chỉ là 2.9.4 thôi anh em ạ. Đấy thì anh em chưa chơi bản cập nhật này thì anh em cứ chơi tạm thời nhé, thì mình sẽ cập nhật sớm nhất cho anh em khi có thể. Anh em nhớ đăng ký kênh này và nhấp vào cái chuông phía dưới để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video anh em nhé. Lần trước trong video mình mới chỉ có 2.9.4 thì phải, mình đã bỏ qua bản 2.9.2 thì phải. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em bản 2.9.4. Thì đầu tiên anh em hãy vào cái phần trang chủ Google này, anh em gõ APK modi.io anh em nhé. Em nhấp vào tìm kiếm giúp mình thì nó sẽ dẫn anh em đến một cái trang như thế này. Đây, em vuốt xuống nhá. Nếu mà nó có hiển thị game ở phía bên ngoài này thì anh em không cần phải tìm kiếm bên này nữa. Còn đâu nếu không, anh em phải nhấp vào tìm kiếm này và em nhập vào sâu đấy, anh em tìm kiếm giúp mình nhá. Chắc rồi mình viết sai anh em ạ. Khổ. Sâu. Đấy. Mới sắp sửa lên bản 3.0.0 thôi, hiện tại vẫn chưa cập nhật kịp thời anh em nhé. Anh em vuốt xuống giúp mình này. Anh em nhấp phần tải xuống này. Sau đó anh em hãy vuốt xuống tiếp. Thì trong đây anh em có 3 mục, đó là Soulslike APK V2.9.4. Thì đây là bản thường anh em nhé, bản thường. Nó giống bản chính thức ở ngoài thôi, nhưng mà khả năng nó sẽ nhẹ hơn bản ở ngoài. Có đâu hai cái phần phía dưới, đó là Soulslike APK mod V1 và Soulslike mod V2 2.9.4 đấy. Thì đây sẽ là hai bản phòng chữa cháy với nhau. Nếu V1 không được thì anh em sẽ thực hiện ở V2, còn V2 không được thì anh em hãy tải ở V1 anh em nhé. Đấy, đó là hai cái đều là bản mốt cả. Em tải mốt nào về đều được cả nhé. Sau đây mình sẽ chọn V1. APK có 138 triệu lượt tải luôn, rất là nhiều. Em nhấp vào APK 138 triệu lượt tải nhé. Có lẽ mình hướng dẫn anh em hơi dài dòng thì anh em thông cảm, mình cố gắng làm nó cụ thể nhất để anh em có thể hiểu nhất về cái cách tải bản mốt này. Đây, sau đó anh em hãy vuốt xuống, nó có phần tải xuống 138 triệu lượt tải đấy, em nhấp vào nhá. Ok, hiện tại thì mình đã tải rồi đây anh em ạ. Đây, đã tải nhá, nó 138 MB, 138,24 MB. Ok, thì bây giờ mình đã tải xuống thành công anh em nhé. Đây, quá trình tải xuống hoàn tất này. Anh em có thể mở luôn trực tiếp ở đây này. Phía dưới đây mở luôn trực tiếp, hoặc là anh em có thể thoát ra ngoài. Và anh em vào cái tệp này. Đấy, tệp trang này này. Anh em nhấp xuống phần tải xuống. Đấy. Thì ở đây mình có 3 bản liền luôn, 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4. Anh em sẽ cập nhật bản 2.9.4 giúp mình này. Em nhấp vào cài đặt. Sau khi em cài đặt thành công nhá, anh em vào game mở lên. Anh em trải nghiệm một chút, sau đó anh em trở ra xóa bản 2.9.1 và 2.9.3 đi. Em xóa đi nhá. Tức là khi em đè thành công bản mới nhất này vào bản cũ ấy, thì anh em hãy xóa đi giúp mình nhá. Không là sẽ mất cái dữ liệu của bản dữ liệu chơi của bản cũ của anh em đấy, khi mình đã lưu vào rồi đấy. Ok, sau đây mình sẽ mở lên luôn nhá. Mình sẽ mở luôn. Nói chung thì con game này mình không chơi đâu, mình không trải nghiệm nhiều. Mình chỉ sơ sơ qua qua để cho làm video cho anh em thôi. Rồi. Sau đây thì mình sẽ vào game luôn này.
điệu game này. Đây, đề bản 2.9.4. Đấy, em nhìn là phần game phía trên. Đấy, full game luôn. Tướng thì đây, full trang phục, full trang phục anh em nhá. Đấy, anh em nhấp vào giùm mình. Sau đó mình ấy nhầm rồi, anh em đợi mình chút. Đấy, anh em nâng cấp xong này, thành công này. Một tướng này, hai tướng này. À đây là cái con này mình đã ấy rồi anh em ạ. Nhưng cái con này mình đã ấy hết rồi. Thế nhưng cái ác này mình đã lưu cái tài khoản vào gì phải. Đúng rồi anh em ạ. Cái ác này mình đã lưu tài khoản rồi. Đây, bởi vì con này đã lên 5 sao và đang nâng cấp tất cả lên 5 sao rồi. Có một vài con thì mình chưa lên thôi. Đây con lại lên rồi này. Đây con lại lên rồi này. Biết là có trang phục nào mới không? À trang phục này mới đúng không? Đấy mình rất là ít chơi game này thôi, mình chỉ chủ yếu là cập nhật game mới nhất cho anh em, cái bản mới nhất cho anh em thôi. À cái này mới này, cái này mới này. Cái này thì vẫn thế, chưa có cái nào mới cả anh em ạ. À cái này mới này. Cái này cũng mới này. Mở khóa anh em nhá. Đấy, cái này mới. Ok, để mình xem có gì nó thú vị không nào. Đấy, mèo cào. À, con... đã mình được thêm một cái con pet đi theo nữa này. Quấy. À để mình xem cái con này nó có ấy không. Để xem cái con kia nó có cái thêm trang phục mới không. Đấy con này mình chưa. Để mình xem nào. À đây này, trang phục mới này. Đây nữa này. Thôi nhá, mình sẽ chuyển qua con này đi. Nếu mình có review thiếu sót ở đâu hoặc là sai chỗ nào thì anh em nhớ comment phía dưới để cho mình biết, để mình sửa anh em nhá. Để mình biết thêm cái thông tin về game này. À đây, trang phục mới nữa này. Uầy, vãi đái thật. Con này kiểu như dạng Viking nha bạn. Quấy. Uầy. Chất vãi lèo. Uầy. Chất thật sự anh em ạ. Đấy em thấy không. Chất vãi lèo luôn ạ. Còn thằng nào không nhở. À con thằng dưới này. Con thằng dưới này. Mình ấy lốt thằng này nhá. Đây con thằng này nữa. Vẫn vậy thôi. Cái này như trước đây có rồi thì phải này. Chung mà cũng vẫn rất là đẹp. Cái này có rồi, cái này có rồi. Đấy khổ mình ít khi chơi game, trải nghiệm game. Mình không để ý lắm về những cái cập nhật trong game, cho nên là mình cũng không quá là để tâm lắm. Mình cũng không nắm rõ lắm, mình chỉ chủ yếu là cập nhật khi mà có cái bản mới nhất ra cho anh em thôi. Nhiều trang phục mình cũng không nắm được rõ. Mình nâng cấp cái này này.
Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc anh em nhé. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở cái video sau. Anh em nhớ là đăng ký kênh này, like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Bye bye anh em.